Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nam Dược Quang Vinh. Thưa quý vị, tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 200 ca đột quỵ. Đáng lo ngại hơn, nguy cơ đột quỵ đang có xu hướng gia tăng, trẻ hóa. Bệnh thậm chí xuất hiện ở cả những người có độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Vậy thì làm thế nào để phòng tránh cũng như phát hiện sớm những triệu chứng của bệnh? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Còn mình sẽ chia sẻ với quý vị những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, đột quỵ là gì? Thứ hai, dấu hiệu của đột quỵ. Thứ ba, đối tượng dễ mắc đột quỵ. Thứ tư, biến chứng của đột quỵ. Và thứ năm, cần làm gì khi phát hiện người đang bị đột quỵ. Thứ sáu, phòng ngừa bệnh đột quỵ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung đầu tiên mà Nam Dược Quang Vinh sẽ chia sẻ về căn bệnh này, đó là đột quỵ là gì. Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể, khiến cho não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút nếu không được cung cấp máu, các tế bào não bắt đầu sẽ bị chết. Thứ hai, dấu hiệu của đột quỵ. Trước hết hãy để ý tới 3 điều: khuôn mặt, tay và lời nói của người bệnh. Dấu hiệu dễ nhìn thấy nhất đó là mặt của bệnh nhân bị méo. Nếu nghi ngờ hãy yêu cầu bệnh nhân cười, vì khi cười méo có thể sẽ thể hiện rõ hơn. Tiếp theo là tay. Tay bị liệt cũng có thể do diễn tiến từ từ như tê một bên tay, vẫn điều khiển được tay nhưng kém chính xác. Bên cạnh đó, chân cũng có thể có một số dấu hiệu như nhấc chân không lên, đi bị rớt dép. Đối với lời nói, rõ nhất ở một số người đột quỵ đó là bị á khẩu hay nói đớ. Ngoài ra có những triệu chứng ở người đột quỵ có thể kể đến như lẫn lộn, sảng, hôn mê, giảm thị lực, hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng, không thể đứng vững, đau đầu, buồn nôn, vân vân. Thứ ba, đối tượng dễ mắc đột quỵ. Các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn người bình thường bao gồm: người bước qua tuổi trung niên, người ít vận động, ít tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, người thường xuyên hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá nhiều, người ăn ít rau xanh, thường xuyên ăn đồ có hàm lượng chất béo, dầu mỡ cao, người đang mắc hoặc đang điều trị các bệnh lý như tim mạch, tăng huyết áp, người bị tiểu đường, người thừa cân, béo phì. Thứ tư, biến chứng của bệnh đột quỵ. Tùy theo thời gian người bị đột quỵ được phát hiện và đưa vào bệnh viện điều trị thì cái mức độ tổn thương về thần kinh sẽ khác nhau. Khi bị đột quỵ, càng chậm trễ trong việc điều trị cấp cứu thì hệ thần kinh càng bị tổn thương nặng nề, gây nên hậu quả nghiêm trọng, thời gian phục hồi bệnh lâu và thậm chí là không thể phục hồi được. Thông thường phải mất ít nhất 30 ngày để người bệnh bị tai biến mạch máu não có thể phục hồi. Thậm chí trong một số trường hợp, biến chứng có thể gây tổn thương vĩnh viễn. Người bị đột quỵ có nguy cơ cao mất khả năng vận động, bao gồm một số biểu hiện thường gặp như sau: bị liệt một tay, một chân hoặc tứ chi, khả năng vận động yếu, khó cử động tay chân, nói ngọng, gặp khó khăn trong giao tiếp, gặp các vấn đề về thị giác, các vấn đề về tâm lý như trầm cảm, rối loạn cảm xúc. Trong trường hợp nặng nề sẽ dẫn tới tử vong hoặc là phải sống đời sống thực vật. Yếu tố số 5, cần làm gì khi phát hiện người đang bị đột quỵ? Quý vị nên nhớ, hãy gọi xe cấp cứu ngay lập tức khi phát hiện người đang bị đột quỵ. Trong thời gian chờ cấp cứu thì để phần đầu, phần lưng của bệnh nhân nằm nghiêng 45 độ so với cơ thể để phòng tránh bị sặc đường thở. Mở phần cổ áo, kiểm tra hô hấp của người bệnh. Trong trường hợp bệnh nhân bị ngừng tim thì tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Dùng khăn tay để cuốn vào ngón tay trỏ và lấy sạch đờm dãi trong miệng người bệnh. Trong trường hợp người bệnh bị co giật thì phải lấy chiếc đũa đã được cuốn lớp vải để ngáng ngang miệng, ngăn không cho bệnh nhân cắn vào lưỡi. Ghi chú lại thời điểm người bệnh khởi phát biểu hiện đột quỵ bất thường. Ghi chú lại các loại thuốc mà người bệnh đang dùng hoặc mang theo đơn thuốc đang có. Khi thực hiện sơ cứu đột quỵ tại nhà thì tuyệt đối không cho bệnh nhân sử dụng thuốc hay ăn uống bất cứ thứ gì. Không dùng kim chích vào 10 đầu ngón tay hay chân của người bệnh, không cạo gió. Thứ 6, cách phòng ngừa đột quỵ. Nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai biến mạch máu não, cần có lối sống và thói quen ăn uống khoa học, tập thể dục thường xuyên, tối thiểu 30 phút một lần tập và duy trì 3 đến 4 lần trên một tuần để tăng sức đề kháng của bản thân. Có chế độ ăn uống hợp lý, không dùng nhiều đồ chiên xào, thức ăn nhanh, đồ dầu mỡ nhiều, cholesterol, chất béo, những thức uống có cồn, nước ngọt có ga, rượu bia. Cố gắng ăn nhiều rau xanh, trái cây, thịt trắng, hải sản, trứng, ngũ cốc và các loại đậu. Không thức khuya, ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc và chú ý đến chất lượng của giấc ngủ. Không sử dụng các chất kích thích, hạn chế tắm đêm vì đây cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ. Khi tắm thì nên tắm từ dưới chân trở lên để cho cơ thể làm quen dần dần, tránh tình trạng dội nước đột ngột từ trên đầu xuống. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát đột quỵ, đặc biệt là lượng cholesterol và huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Với những chia sẻ vừa rồi của Nam Dược Quang Vinh về bệnh tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ, hy vọng quý khán giả đang xem video sẽ hiểu rõ hơn về căn bệnh và biết cách sơ cứu kịp thời khi gặp những tình huống cấp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sức khỏe thì hãy bình luận ngay dưới video này để Nam Dược Quang Vinh giải đáp nhé. Quý cô bác anh chị đừng quên đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo.